khởi động tuần mới với bộ đồ thờ đỉnh đồng ngũ sự cho khách An Dương. Chúng ta cùng xem nhé! Sau khi đã bao sái cho khách cẩn thận xong bước tiếp theo, chúng ta chuẩn bị đóng hàng vận chuyển lên xe. Đây nhá, xe này là xe thứ hai của bên nhà em rồi đây này. Đấy, xe tải đi hết rồi, bây giờ là nhà em là phải đóng vào xe con đây này. Đóng vào xe con đây này. Đấy, trăm lít này, cả đồng với các thứ này. Cảm ơn khách hàng đã tin tưởng nhá. Xin chào quý anh chị và các bạn. Gốm sứ tam hợp em đi ra một bộ đỉnh đồng. Đây ạ. Bây giờ nhân viên nhà em đã giao đến cổng nhà khách hàng đây ạ. Đây khuôn viên của nhà khách hàng em đây ạ. Đây quý vị nhìn có đẹp không ạ? Hàng đây ạ. Một bộ đỉnh đồng ạ. Sau đó là chuyển hàng vào cho khách. Tiếp theo kiểm tra hàng và bày lên ban thờ. Và vợ em đã set up xong bộ đỉnh đồng này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy liên hệ với gốm sứ tam hợp. Hân Lan 0934301869 hoặc 0974738795.